Báo mới que xe chứng tỏ Việt Nam đã mở lòng chấp nhận Pinetwork. Pinetwork Daily xin chào cộng đồng Pioneer. Mới đây thì tờ báo mới đã đăng tải một bài viết về Pinetwork. Mặc dù thông tin trong bài này đã có những cập nhật sát sao hơn so với trước đây, nhưng nó cũng tạo ra không ít tranh cãi sau khi được đăng tải. Tiêu đề của bài viết cũng đã đủ tạo bão khi được đặt là Pinetwork tiếp tục lùi thời hạn gửi KYC. Mặc dù đây là thông tin đúng, nhưng cũng có nhiều người phản ứng cho rằng vì topic này sẽ làm xã hội mất thiện cảm về Pcoin. Tuy nhiên, nội dung chi tiết cũng có rất nhiều thông tin liên quan đến mảng Pi. Điều này chứng tỏ các tay bút đã bắt đầu tìm hiểu nghiêm túc về Pi Network và xã hội đã nhìn nhận Pcoin là một dự án crypto tiềm năng. Trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng phân tích chi tiết hơn về bài báo này. Xin mời các bạn hãy tiếp tục theo dõi ngay sau đây. Mới đây nhất, Pi Network đã thông báo gia hạn KYC, Know Your Customer, một quy trình xác minh danh tính người dùng. Việc gia hạn giúp người dùng của dự án này có đủ thời gian đăng ký KYC mà không làm trì hoãn các mục tiêu của Grace Period. Thời gian ân hạn là khoảng thời gian từ ngày khách hàng nhận tiền vay lần đầu cho đến trước ngày bắt đầu của kỳ trả nợ đầu tiên, trong tiền số được hiểu là áp dụng với token. Phần 1. Động thái mới của Pinetwork. Mặc dù thời hạn KYC đã được gia hạn, nhưng thời hạn cuối cùng để hoàn tất quá trình di chuyển sang mạng chính Mainnet vẫn là ngày 31 tháng 12 năm 2024. Điều quan trọng là người dùng phải đáp ứng cả hai thời hạn, vì việc thiếu chúng có thể dẫn đến việc mất phần lớn số dư Pi trước đây của họ, ngoại trừ số Pi đã khai thác trong vòng 6 tháng qua. Theo thống kê, mới chỉ có 400.000 cuộc di cư mới diễn ra trong 75 ngày qua, nâng tổng số từ 5,8 triệu lên 6,2 triệu. Nhiều người ban đầu dự đoán con số này là khoảng 10 triệu. Tiện ích mở rộng này nhằm mục đích nâng cao tính toàn diện trong mạng, cho phép nhiều thành viên hơn đủ điều kiện di chuyển. Nó cũng giải quyết các vấn đề mà một số người dùng gặp phải. Sự không chính xác về bộ đếm thời gian KYC của họ cung cấp thêm thời gian để đảm bảo mọi người đều có thể tham gia đầy đủ. Giá của token Pinetwork dưới dạng ghi nợ IOU đã giảm hơn 75% so với mức cao nhất trong năm nay và đang dao động gần mức thấp nhất kể từ tháng 7. IOU này không liên kết với dự án chính thức và giao dịch với khối lượng thấp chỉ tại một số sàn giao dịch, nhưng giá của nó có thể sẽ hoạt động tốt hơn nếu có sự rõ ràng về việc ra mắt mạng chính. Hành động sụt giá này đến từ mối lo ngại của các nhà phân tích và người dùng về việc liệu mở mạng chính Open Mainnet có diễn ra đúng hạn vào cuối năm 2024 hay không. Một lời hứa mà các nhà phát triển đã đưa ra vào năm 2023. Các nhà phát triển đã đặt ra 3 điều kiện thiết yếu phải đáp ứng để Pi có thể chuyển sang mạng mở. Điều kiện đầu tiên và đơn giản nhất là hầu hết người tiên phong phải được xác minh để ngăn chặn thư giác. Cho đến nay, các nhà phát triển đã xác minh hơn 13 triệu người dùng. Phần 2. Thách thức của Pi Network. Hai điều kiện còn lại để ra mắt Pcoin khó đạt được hơn. Ví dụ, các nhà phát triển hướng tới một hệ sinh thái thịnh vượng gồm các ứng dụng phi tập trung, dApp. Điều này sẽ mang lại cho đồng Pi nhiều tiện ích hơn. Việc khởi chạy Mainnet sẽ diễn ra khi các dApp này đạt số lượng 100. Không rõ liệu có đủ dApp trong hệ sinh thái của Pinetwork hay không. Một vài ứng dụng đáng chú ý nhất trong hệ sinh thái bao gồm Pi Browser và Fireside Forum. Các nhà phát triển cũng đã ra mắt Pi Ad Network. Mạng này sẽ được sử dụng để chạy quảng cáo trong dApp của Pinetwork. Việc ra mắt đồng tiền Pi cũng sẽ phụ thuộc vào điều kiện thị trường thuận lợi hoặc thị trường tiền điện tử tăng giá. Mối quan tâm cơ bản về Pi Network là giá trị thực của các đồng Pi được khai thác hiện vô giá trị vì chúng không thể đổi lấy tiền tệ fiat, tiền pháp định. Trong quá khứ, nhiều đồng tiền tương tự đã khiến các nhà đầu tư thất vọng sau khi ra mắt mạng chính. Gần đây nhất, Dox, một token phổ biến trên Telegram, đã giảm hơn 41% so với mức cao nhất vào tuần trước. Tương tự, mã thông báo Squid Economic đã giảm 95% so với mức cao nhất năm 2022 trước khi ra mắt mạng chính. Ứng dụng Squidcoin đã có hơn 50 triệu lượt tải xuống trên toàn cầu. Một trong những vấn đề lớn chưa được giải quyết tiếp tục gây tranh cãi trong cộng đồng Pi Network là quản trị. Nhiều người mong đợi rằng chương 3 của sách trắng hiện đang được thực hiện.
white paper hay còn gọi là sách trắng, giống như một bài báo giải thích vấn đề mà một dự án dự định giải quyết và cách thức dự định thực hiện. Khi hoàn thành, nó sẽ giải quyết các chủ đề thiết yếu như quản trị, cung ứng và phân cấp. Nếu không có chiến lược rõ ràng cho các lĩnh vực chính này, sự kiện Open Menet không thể tiếp tục. Việc mở rộng báo cáo chính thức sẽ cung cấp sự rõ ràng và cần thiết về cách thức hoạt động của mạng sau khi Open Menet của P-Network ra mắt. Dự kiến, mô hình quản trị bao gồm cơ chế bỏ phiếu, hoạt động nút và quản lý cung cấp mã thông báo sẽ được trình bày rõ ràng cho cộng đồng. Mặc dù vẫn còn một số trở ngại cần vượt qua, nhưng ngày càng có nhiều người lạc quan rằng Menet mở của P-Network có thể xảy ra trên thực tế vào năm 2025. Tiền mã hóa hay tiền số vẫn chưa được pháp luật Việt Nam công nhận. Khoản 6 điều 26 Nghị định 88/2019 NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng có quy định các hành vi phát hành, cung ứng, sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp, bao gồm cả Bitcoin và các loại tiền mã hóa tương tự khác sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ mức 50 đến 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, Công văn 5747 Ngân hàng Nhà nước PC ngày 21 tháng 7 năm 2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng khẳng định Bitcoin, Litecoin và các loại tiền ảo, tiền mã hóa khác tiền tệ và không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam. Các chuyên gia an ninh mạng khuyến cáo người tham gia cần hết sức cân nhắc khi đầu tư thời gian, công sức hay tiền bạc và bất cứ loại tiền ảo nào, không riêng gì P-Network. Đặc biệt, cần thận trọng khi cung cấp các dữ liệu cá nhân cho nền tảng này bởi không thể biết các dữ liệu này sẽ được dùng vào mục đích gì. Trên đây là nguyên văn của bài viết mà chúng tôi đã tìm hiểu được từ tờ báo Mới. Nhìn chung, nội dung sau cùng của bài viết cũng nói đúng điều kiện Open Menet của mạng Pi. Tuy nhiên, phần lớn nội dung bên trên vẫn còn khá nhiều sai sót và chưa bám sát thực tiễn. Ví dụ, Pi thực sự đã có nhiều sàn giao dịch bắt đầu cho phép mua bán đồng Pi, ví dụ như Athena, Pi Bridge. Người dùng cũng có thể sử dụng Picoin để mua sắm qua sàn Pi trên Mo. Như vậy thì quan điểm Picoin vô giá trị hay không giao dịch ra fiat được là chưa chính xác. Mặc dù có những nội dung bài báo viết không sai, nhưng tác giả Quỳnh Anh nên có những trải nghiệm thực tế hơn về thị trường, giá cả của Picoin để phản ánh hiện trạng của dự án một cách công tâm và chính xác, chứ không phải là giá IOU của các sàn giao dịch. Còn bạn thì sao? Bạn nhận định gì về bài viết mà báo Mới vừa mới đăng tải? Hãy comment suy nghĩ của mình xuống phần thảo luận của video. Bạn có thể gia nhập nhóm Facebook để thảo luận cùng chúng tôi các vấn đề nóng hổi liên quan đến P-Network. Link tham gia sẽ được để bên dưới phần mô tả của video này. Nếu thấy hữu ích, xin mời các Pioneer hãy để lại một like và comment để ủng hộ kênh và lan tỏa thông điệp đến với cộng đồng, giúp mọi người hiểu thêm về dự án P-Network và giao dịch an toàn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn!